Nhảy xuống bị đau chân lắm hả? Ừ. Khoan, để nó nhảy vô đó kìa, coi nó kìa. Ra biển Khang Long ơi, ra biển con, kệ nó chơi xíu đi. Vậy rồi. Hả? Giày dép kìa. Ủa giày dép để chỗ nào không biết? Đi đó. Anh lại đó đi. Ra biển hả con? Đi ra biển hứng nhớ dạ.